Xin chào mừng các anh chị đã quay trở lại với Bất Động Sản Ước Mơ. Kia chính là cái mặt đường quốc lộ, đường Dương Tự Minh. Còn đây là những cái lô đất chúng ta sẽ xem ngày hôm nay, nó nằm tại phường Tân Long. Các lô đất thì có diện tích 70 đến 72 mét vuông. Như anh chị nhìn thấy hai lô số 1 và số 2 thì hiện tại thì lô số 1 đã có bìa rồi, lô số 2 thì đang chờ ra bìa. Chúng ta đang đi trên mặt đường Dương Tự Minh. Và chúng ta sẽ rẽ vào trong ngõ khoảng độ 20 m, thì từ mặt đường này chúng ta cũng có thể nhìn thấy vị trí của cái lô đất. Chúng ta đang đi đến đèn xanh đèn đỏ Tân Long. Chúng ta đang đi đó là từ thành phố lên đến phía đường tròn Tân Long nhé. Đi qua đèn xanh đèn đỏ khoảng 100 m, chúng ta rẽ trái là vào đến cái vị trí của lô đất, những cái lô đất sẽ xem ngày hôm nay. Vị trí này thì em đánh giá khá đẹp, với diện tích toàn bộ thổ cư và giá bán như này đang tính là khoảng 10 triệu cho 1 m², giá cũng khá cao. Tuy nhiên đổi lại thì cái vị trí cũng rất là ưng ý. Đây, chúng ta sẽ rẽ trái này đến cái tòa nhà màu xanh xanh này, chúng ta rẽ vào. Ô tô Thắng Sâm này. Đó, chúng ta đứng ở đây đã có thể nhìn thấy vị trí của những cái lô đất này rồi. Đường ô tô đi lại được này. Rồi, chúng ta đã đến vị trí của những lô đất sẽ xem ngày hôm nay rồi. Rồi, sẽ xuống xe để quay cho anh chị này. Chỗ anh bạn em đang đứng kìa. Đấy. Xung quanh dân cư cũng đông này. Đấy, đường này, đường thông đi vào này. Đó, lô đất sẽ ở chỗ cái bạn áo trắng đứng ạ. Chỗ này nó chia làm hai dãy, nhìn đối diện, trực diện nhau. Hiện tại thì họ đang bán lô số 1 này, lô số 2 này. Thì lô số 1 nó có cái phần diện tích dôi dư, anh chị nhìn thấy cái mặt tiền của nó, cái phần diện tích dôi dư này khoảng 20 m. Lô này thì bán giá khá cao nên là em không giới thiệu với chị. Lô này thì họ đang bán giá khoảng 790 triệu đến 800 triệu. Cái này tùy thương lượng với chủ nhà này. Cái lô số 2 thì họ bán với giá là 710. Hai lô ở trên Trích Lục thì hai lô tương đồng nhau và giá chênh nhau khá cao, khá nhiều. Anh chị nếu có đầu tư hoặc có mua để sử dụng thì chúng ta sẽ mua lô số 2. Và lô số 2 sắp tới thì sẽ là ra bìa mới. Và video đến đây đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.